cô độc tiểu truyện vị đại thí chủ quan trọng bậc nhất vào thời đức phật là ông cấp cô độc anathapindika một trưởng giả triệu phú tên tộc của ông là từ đạt sudatta về sau do danh thơm bố thí và hay giúp đỡ những người nghèo khổ với lòng quảng đại vô song nên được người đời ban tặng cho danh hiệu cấp cô độc có nghĩa là nuôi ăn những người nghèo khổ trợ cấp những kẻ cô độc. Xá vệ Savatthi là quê hương sinh quán của ông. Duyên ông được gặp Đức Phật thật kỳ lạ, như cái hạt nằm sẵn trong lòng đất chỉ chờ cơ hội là nảy mầm. Như cái hoa đang ươm nụ ở trong chồi chỉ cần chút thời gian, ánh sáng là nó mãn khai. Hẳn phải là sự tiếp tục nhân và duyên từ quá khứ để viên mãn phước báo trong hiện tại. Một ngày kia, Từ Đạt có việc phải đi từ xá vệ đến dương xá, Rachakaha để gặp ông anh rể. Đến đây, ông ngạc nhiên là mọi người đang bận rộn chân dọn, nấu nướng, trang hoàng, trần thiết như chuẩn bị để đón một vị thượng khách nào. Không ai chào hỏi ông từ ngoài cửa. Chủ nhân cũng đang lúi húi công việc từ nhà sau. Ông anh rể trả lời sau khi được hỏi. Hơn cả thượng khách nữa, đấy là Đức Phật và Tăng chúng, ông em rễ quý trọng ạ. À. Thoáng nghe danh từ Phật, Buddha, trong lòng từ đạt, chớm nở một hứng thú lạ thường, một sao động êm ái như cánh hoa bưởi sớm mai gặp ánh nắng mặt trời. Từ đạt lấp bấp, rung động cả tâm hồn. Kỳ diệu thay, này ông anh, Phật à, Phật à, tôi mong được gặp gì ấy xiết bao, rồi em sẽ được gặp. Ở đâu? Dì ấy ở đâu? Từ Đạt dồn dập hỏi, đôi mắt ngời sáng và trái tim bổi hổi bồi hồi. Cũng gần đây thôi, nơi cụm rừng Sitavana, quạt khỏi một nghĩa địa phía tây thành phố, ngài đang ngự ở đó cùng với tăng chúng. Thế là Từ Đạt bắt đầu nóng ruột, ông muốn đi gặp Đức Phật ngay, nhưng tiếc thay trời đã tối. Qua hôm sau sẽ gặp, qua hôm sau sẽ gặp và ta sẽ có cơ hội ý kiến ngài. Tự đạt nhủ thầm như vậy, rất lấy làm hoan hỷ, rồi yên tâm mà đi ngủ. Giờ chợp mắt, ông đã giật mình tỉnh dậy, mong cho trời sáng. Và cứ vậy, đến đầu canh ba, ông không còn nằm được nữa. Trong bóng tối, ông làm vệ sinh cá nhân, áo quần nghiêm chỉnh, rồi chẳng đợi ông anh chỉ lối, tự đạt nhắm hướng Tây, bươn bả đi trời tối ông lại nôn nao nên dấp ngã luôn dầu vậy ông cũng lần mò đến được nghĩa địa bóng cây vật vờ chỗ này ánh lân tinh từ những đốt xương người lấp lóa chỗ kia sự yên lặng của nghĩa địa làm cho người can đảm nhất tóc cũng phải dựng ngược nhờ nghĩ đến đức phật nên từ đạt thản nhiên bước đức tin càng lúc càng vững mạnh càng trong sạch trong ông Do đó, những tia sáng phát ra từ nơi thân mình còn sáng gấp trăm lần ánh lân tinh. Ông hoảng hốt, sợ hãi thối lui. Khi sợ hãi, ánh sáng lại mất. Ông ngơ ngác không biết chuyện gì, không hiểu nguyên nhân ra sao. Ông đứng sững và bần thần nghĩ ngợi. Chợt nhiên, ngay lúc đó, trong gió nhẹ lao sao, từ hư không rớt xuống tiếng lời nào đó ngọt ngào bên tai dịu hiền và ấm cúng như lời mẹ ru con như lời khuyến khích của một đấng nghiêm phụ đối với đứa con trai duy nhất của mình này từ đạt con đó sao ta đang ở bên con đây không có gì phải sợ hãi này từ đạt hãy theo cái tâm của con mà bước tới theo tiếng gọi thâm sâu từ vô thức mà bước tới an lạc và chân phúc ở phía trước chứ không phải ở phía sau có ta và có cả hơi thở và sự sống ở bên lưng con hãy bước tới đi từ đạt đưa mắt nhìn quanh cảm nhận lời tiếng kia đầy thiện ý nên lại mạnh dạn bước tới quả thật là an ổn ông lại nghĩ đến đức phật sự vững vàng và đức tin trong sạch lại đến với ông thế là ánh sáng nơi thân lại phát sành rực rỡ Ông lại sợ hãi một lần nữa, ánh sáng lại mất. Tiếng lời quen thuộc đâu đó lại rót xuống tai ông. Này Từ Đạt, con hãy bước tới nữa, dừng lại làm chi? An lạc và chân phúc sẽ là sự bước tới. Hãy nghe đây, này con, một bước đi tới là một bước vi diệu, một bước đi tới là một bước chân phúc. Hãy nghe ta và bước tới đi con. Dẫu hàng trăm ngựa giỏi, dẫu hàng ngàn thất tượng hay, và cho dù trăm ngàn cung nga thể nữ với dòng dạng nơi cổ và nơi tay đeo, tất cả các giá trị và các lạc thú của trần gian kia sẽ không bằng một phần mười sáu lạc thú của một bước chân đi tới. Vậy hãy tiến bước, này từ đạt con, hãy mạnh dạn đi tới, này từ đạt con an lạc và chân phúc đang chờ con ở phía trước tiếng và lời kia là của trời đế thích ngài thấy được nhân duyên to lớn của ông với đức phật nên đã dùng lời khuyến khích hỗ trợ cho đến lần thứ ba như vậy từ đạt mới đến được khu rừng sitavana khi đó đức phật đang đi kinh hành ở ngoài trời ngài biết và ngài đã có ý đợi ông khi thấy Từ Đạt xuất hiện ở đầu bìa rừng, Đức Phật cất tiếng khẽ gọi. Hãy lại gần đây, này Sudatta. Tiếng gọi sao mà quá thân thuộc. Chợt nhiên, Từ Đạt biết chắc đấy là vị ấy, là Đức Phật Chí Tôn chứ không ai khác. Con đây hỏi Ngài, hỏi Đức Phật Kính Yêu. Từ Đạt bước nhanh lại và quỳ xuống. Ông cảm xúc quá, ông hoan hỷ quá Ôi Đức Phật là vị này đây Một con người ăn mặc giản dị bình thường Chẳng có gì là ghê gớm cả Chẳng có chói sáng ở đâu cả Ồ không, Ngài đứng kia Không cười mà như so toát ra cả trời an lạc Dung sắc Ngài cũng bình thường thôi Nhưng càng nhìn càng thấy sáng Nó không sáng như ngọn đèn Như ngôi sao, như mặt trời, mặt trăng Mà nó sáng thanh thanh, dịu dịu lại vừa uy nghiêm vừa hiền hòa nữa. Ôi, sao lạ! Có cái gì đấy nữa? Sự định tĩnh của Hi Mã Lạp Sơn chăng? Sự xả ly, buông thả trọn vẹn và niềm an tĩnh mênh mông cũng có ở đấy nữa. Từ đạt chim ngưỡng mãi, ngây lặng, hỉ hoang và không biết phải nói gì. Lâu lắm. Ngài ngài có được im vui không? Từ đạt nghe mình cất tiếng hỏi lạc lõng vô duyên như vậy đó. Đức Phật trả lời, Này Sudatta con, chắc chắn lúc nào Như Lai cũng an vui, vì bên trong một vị A-La-Hán, mọi thứ lửa nung đốt đều đã được dập tắt, đều đã được làm cho an tịnh. Tất cả dục vọng đeo níu đều không còn, tất cả mọi mầm giống ác uế đều đã bị hoại diệt tất cả mọi trói buộc đều đã được gỡ thoát ra tất cả mọi đau khổ và phiền não đều đã được chấm dứt do đó một vị a la hán luôn luôn thanh tĩnh và mát mẻ tâm vị ấy như vậy được gọi là đã thành tựu một vương quốc hòa bình vĩnh cửu nghe xong ngay sát na ấy, trưởng giả cấp cô độc, đắc quả tu đà huần, chứng tuệ nhập lưu, đi vào dòng thánh. Ông vẫn là con người cũ thôi, nhưng cái thấy, cái biết, cái tâm của ông đã đổi khác, đã ổn định. Ông quỳ xuống, lặng lẽ quỳ xuống, tri ân Đức Phật siết bao. Cái mầm giống trong đất, thế là đã lên cây, cái hoa trong chồi thế là đã nở. Bắt đầu từ giây phút đó, trưởng giả cấp cô độc có mặt trong giáo pháp của Đức Bổn Sư, trở thành một nhân vật quan trọng, góp tay vào việc đẩy bánh xe Pháp, hộ trì Đức Phật và tăng chúng, cúng dường không mệt mỏi, không có thối thất, trở thành người thiện nam thâm tín tam bảo vào bậc đệ nhất. Kinh sách còn ghi lại rất nhiều việc hy hữu về vị trưởng giả đại phú này vài câu chuyện kể sau đây sẽ minh chứng hùng hồn về hạnh bố thí cúng dường và đức tin trong sạch bất động của ông đối với giáo pháp của đức bổn sư lần gặp đức phật đầu tiên sau khi chứng quả dự lưu trưởng giả thỉnh đức phật về nhập hạ ở xá vệ quê hương của ông ông hy vọng rằng với giáo lý siêu việt đức phật có thể nhiếp phục lục sư ngoại đạo và dẫn độ cho nhiều người về với chánh giáo đức phật chấp thuận lời thỉnh cầu của ông và trình bày thêm rằng đời sống xuất gia thường thích hợp những nơi vắng vẻ an tĩnh không gần mà cũng không xa làng xóm trưởng giả cấp cô độc hớn hở trở về quê rồi đi khắp nơi lựa cảnh thích hợp ông đã chọn được giường xoài của hoàng tử kỳ đà Chê Ta vì nơi đây bằng phẳng rộng rãi mát mẻ, cây cối tươi tốt, có thể tạo lập một tỉnh xá to lớn. Nhưng vị hoàng tử này không phải là kẻ thiếu tiền thiếu bạc, với giá nào trưởng giả cấp cô độc cũng có thể mua khu vườn, nhưng hoàng tử Kỳ Đà thì nhất định không chịu bán. Trước sự quyết tâm của trưởng giả, cứ đòi mua cho bằng được, hoàng tử Kỳ Đà bèn nêu giá cho ông thối chí đất này cũng có thể bán được, thưa trưởng giả. Nhưng ông hãy mang vàng đến đây. Vàng phải được lát khắp mặt đất, không hở một chỗ nào trong ngôi giường, tôi sẽ bán cho. Nói xong, hoàng tử kỳ đà mỉm cười kính đáo, định phất tài bỏ đi. Nhưng lạ kìa, trên mặt vị trưởng giả kỳ khôi kia lại thoáng hiện nụ cười vui sướng. Ông ta cúi đầu trân trọng cảm ơn, chẳng chê đất khen rẻ bước thẳng đến khu vườn, lấy cây dạch đất tính toán. Hoàng tử Kỳ Đà nói, sao, đắt quá phải không? Vàng chứ có phải là đất đâu mà lấy vàng đổi đất. Trừ phi trưởng giả có cái ngần khố của vua chuyển luân thánh dương. Trưởng giả cấp cô độc dội đáp. Dạ không, dạ tôi không dám chê đắt, thưa hoàng tử. Hoàng tử thỏa thuận bán cho là tôi đội ơn lắm rồi sở dĩ tôi tính là tính luôn cả gốc cây choáng trên đất lát vàng ở đó thì phải lát như thế nào để hoàng tử khỏi bị thiệt thòi và tôi cũng đang tính thử nên chuyển vàng từ kho nào đến đây là gần nhất đấy không phải là lời nói giỡn hoàng tử kỳ đà tò mò ngạc nhiên thế ông mua thiệt ư mua bằng số vàng đó thật à trưởng giả cấp cô độc nói dạ tôi xin trả đủ thưa hoàng tử nói xong về nhà ông lập tức sai gia nhân đưa voi chở vàng đến chỉ trong ba bốn hôm là đã lát vàng khắp mặt đất chỉ riêng đám gốc cây chưa lát xong hoàng tử kỳ đà thấy việc mua giường với số vàng trên đất đã thành sự thực kinh ngạc hỏi vậy thì ông mua khu vườn này để làm gì sau khi trưởng giả cấp cô độc cho hoàng tử kỳ đà biết rõ ý định của mình là sẽ kiến tạo ở đấy một ngôi tịnh xá để thịnh đức Phật và tăng chúng từ dương xá thành về an cư, để mong rằng ngài sẽ đem lại ánh đạo vàng ban rải cho tất thảy chúng sanh trong quốc độ. Hoàng tử Kỳ Đà thầm nghĩ: chắc Đức Phật này là bậc hiền thánh nhân ở đời, nên ông trưởng giả đã coi vàng như đất cục. Ông ta đã khẳng khái coi ngọc ngà châu báu chỉ để lót đường cho một giá trị tinh thần tôn quý hơn. Sao ta không lấy đó làm gương cho đời mình? Nghĩ thế xong, bèn ướm hỏi. Tất cả gốc cây trong giường này cũng tốn nhiều vàng đấy chứ hở ông trưởng giả? Thưa hoàng tử, cũng nhiều đấy, nhưng cũng thật là xứng đáng để gieo lên đấy những hạt giống bồ đề. Rồi lại sai gia nhân đem dòi cho chuyển vàng tiếp. Hoàng tử phát tâm kính trọng, lấy tay ngăn lại. Thôi, này ông trưởng giả, ta suy nghĩ rồi. Ông đã chẳng tiếc gì vàng, thì ta cũng chẳng tiếc gì những gốc cây. Vậy, ông hãy hoan hỉ cho ta hùng một chút công đức. Dường thuộc phần ông và cây thuộc phần ta, được chăng? Trưởng giả cấp cô độc chấp tay, xiết bao hoan hỷ. Hoàng tử Kỳ Đà xin được đặt tên tịnh xá có tên của mình trong đó, trưởng giả cấp cô độc với tâm địa của Bậc Thánh dễ dàng bằng lòng về điều đó. Nên ngày nay những người hiểu sự tích này nếu gọi cho đầy đủ thì tên tịnh xá phải gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên nghĩa là cây của kỳ đà giường của cấp cô độc cũng gọi là kỳ viên tịnh xá hay bố kim tự tức chùa trải vàng. Trưởng giả cấp cô độc sau đó làm riêng một tịnh xá, lầu gác bằng gỗ chiên đàn để dân Phật. 20 khu biệt cư với hàng trăm tịnh xá để dân cúng chư tăng. Nơi đây có thể an cư cả hàng ngàn vị mà vẫn còn rộng rãi. Tại nơi ngôi tịnh xá lịch sử này, Đức Phật đã nhập hạ 19 lần và phần lớn một số kinh ngài cũng thuyết ở đây. Trưởng giả cấp cô độc thì hết lòng hộ trì Đức Phật và tăng chúng sự bố thí cúng dường của ông là vô giới hạn vậy. Sau đây là một vài mẫu trong cuộc đời của vị đại thí chủ. Trưởng giả cấp cô độc, mỗi ngày đến kỳ viên tịnh xá với ba lần cúng dường lớn, một vào buổi sáng, một sau buổi sáng và một vào buổi chiều. Còn những lần bố thí vào các cuộc hội lớn hoặc những trường hợp bất thường thì không kể. Chưa bao giờ trưởng giả đến kỳ viên bằng tay không. Buổi sáng đem theo cháo, sau buổi ăn sáng đem theo thục tô, xanh tô, mật, đường mật. Buổi chiều mang theo hương, dòng hoa, giải. Còn ở nhà, bao giờ cũng có phần cơm sẵn cho 500 vị tỳ kheo để đặt bát cúng dường. Quả thật, tất cả gia tài ông đều muốn chi dùng cho giáo pháp. Cái ngôi nhà hữu phước đó, kinh gọi là giống như cái hồ đào lên ở ngã tư đường cho chúng tỳ kheo, giống như là nhà cha mẹ của tất cả tỳ kheo. Ngoài bậc chánh đẳng giác, 80 đại trưởng lão đều đi đến, còn chư tăng thập phương thì không xiết kể. Do bố thí không dừng nghỉ, do việc nguội lạnh việc kinh doanh làm ăn, cả gia tài 540 triệu đồng tiền vàng của ông đều đã chi dùng cho việc kiến tạo tịnh xá và hộ trì tăng chúng. Dần dần, ông rơi vào khánh tận và nghèo thiếu. Mặc dù vậy, ông vẫn không ngừng bố thí, và đức tin đối với Tam Bảo vẫn không hề suy giảm, mà trái lại càng được củng cố vững bền thêm. Chuyện kể này sẽ xác minh điều đó. Một hôm, cấp cô độc đến hầu thăm Đức Phật bậc đạo sư biết rõ ông đã khánh kiệt bèn hỏi này gia chủ hôm nay tại nhà ông còn có vật gì để bố thí nữa không bạch thế tôn con còn có vật bố thí bậc đạo sư hỏi tiếp ông còn này gia chủ vậy là những vật gì bạch thế tôn ở nhà con còn cháo tắm với bột chua để lại từ ngày hôm trước nghe vậy bậc đạo sư dạy như sau này gia chủ đừng bao giờ nghĩ rằng cháo tấm và bột chua kia sẽ ít công đức ít phần phước báo vật bố thí dẫu thô xấu thế nào nhưng tâm bố thí tốt đẹp thì quả sẽ trở nên tốt đẹp ai có thể làm cho tâm tốt đẹp thì bố thí bất kỳ loại thô xấu nào cũng được quả tốt đẹp được quả dị thục to lớn nhà đại triệu phú có bảy tầng lầu bảy cửa gác tại cửa gác thứ tư có vị thiên nữ ngủ ở đấy. Từ trước đến nay, vị thiên nữ ấy không được an lạc. Vì khi Đức Phật vào nhà, vị thiên nữ phải di chuyển chỗ ở xuống tầng trệt cuối cùng. Không những chỉ Đức Phật mà 80 vị đại trưởng lão chư tỳ kheo có uy đức. Khi các ngài đến, nếu thiên nữ vẫn ngự ở trên kia sẽ bị lửa nung đốt. Hôm kia thấy tình cảnh gia đình ông cấp cô độc đã xa sút nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để làm cho đức phật và tăng chúng không còn đến nơi này nữa vị thiền nữ chói sáng hào quang đến gặp viên quản lý đứng giữa hư không ai đó ngươi là ai vị quản lý ngạc nhiên hỏi ta là thiên nữ ở nơi cửa gác căn lầu thứ tư ta đến đây vì lợi ích của ngươi của gia chủ ngươi viên quản lý nói vậy thì cứ nói đi tôi nghe Thiền nữ tiếp. Ngươi làm quản lý mà ngươi không biết quản lý tài sản. Ngươi không biết việc nào lợi ích và việc nào không lợi ích. Ngươi lại càng không thấy được mối nguy cơ phát xuất từ việc làm của ông triệu phú. Ông quản lý có rõ không? 540 triệu đồng tiền vàng đã được chi dùng vào việc vô ích. Các kho đụng tài sản, châu báu và lương thực, thực phẩm của ngôi nhà này Bây giờ chỉ còn là cháo tấm và bột chua. Vậy thì ngươi hãy khuyên gia chủ của ngươi lo làm ăn kinh doanh buôn bán để gia tài được phát sanh chứ đừng để Sa môn Gotama cùng đệ tử của ông ấy đến ăn hại tại nhà này nữa, hãy đuổi cổ chúng đi." Viên quản lý nghe những lời phỉ bán kia đùng đùng nổi giận hét toáng lên. "Này này, bà thiên nữ ngu si kia, ông triệu phú chủ của ta là người hiền thiện, là bậc có lòng từ quảng đại vô song. Trọn vẹn cả gia tài này, ông đã chi dùng đầy công đức và trí tuệ cho giáo pháp của Đức Thế Tôn. Một sự chi dùng đúng đắn đem đến lợi lạc tối thượng cho nhân, thiên, ba cõi. Đừng nói đến chuyện khánh tận gia sản, chỉ còn cháo tắm và bột chua. Nếu ông triệu phú, chủ của ta, nắm búi tóc của ta lôi đi, đem ra giữa chợ bán như một tên nô lệ để lấy tiền bố thí cúng dường thì ta cũng sẵn lòng hoan hỷ, đã nghe rõ chưa? Vị thiên nữ đây ta kiến tối tâm và ngu ngốc, hãy bước đi.